Thị trấn Dung Quỳnh ạ. Giờ chuẩn bị đi tàu rồi, tí nữa tôi tưởng không đi thấm sửa và tôi xin nghỉ sáng luôn á. À rồi. Đến Dung vẫn à? Ờ. Để tôi đi cùng luôn. À rồi. Mày đi ra đâu? Đi với Linh Ngọc. Anh mới có nào? Ừ. Thôi ai có Linh Ngọc chứ? Gấp chỉ mà phải cõi hạ thì mình đứng lên hạ thì lào thì một ngồi chỗ gần đứng trên gì đó đám cưới cây vip cây vip cây vip ở thị trấn cách thị trấn một cái lên rồi lên thôn thì cho để biết có biết à còn dung đó mà cửa nhà nó tính gì đấy đó chiều giờ đi đi ra chiều mua bé gói nha. Ờ bên ai.
đấy cô con bỏ ra đấy, bỏ cái điều lòng như mẹ. Đưa con hạt sóng về sóng cái này à, về đây dần bấm đây con này chạy xuống hạt sóng đây tối con về. Dạ dạ. Tí nữa con đưa cháu về trước này, đưa mấy cái đồ mực với chi về trước. Dạ con hạt ở bên Thanh Chướng à. Dạ dạ. Rồi. Dạ được bố nha. Con điền danh nhật cho bố rồi nhá. Dạ dạ rồi. Nhật cho mày ơi. Dạ để con mời. Dạ dạ bố. Nói bố có cậu bố mất cậu ấy. Dạ dạ. Phương ơi. Kêu gì Phương ơi? Mưa Phương. Mày lên ơi.
sao đô thập hương sao cứ chạy sao á.